Đi bộ đội về nó cũng vậy thôi, nó sống là rất là hòa đồng anh em. Dạ. Chứ không phải nó sống phức tạp vô côn vô đảng gì. Mà bên vợ nói nó là vô côn vô đảng. Nó thật là vậy. Dạ. Vụ án nó xảy ra là tôi đâu có đó đâu tôi biết. Dạ. Mà cái hoàn cảnh là nó theo cái gia đình vợ chồng nó lục đục là từ hôm Tết tới nay thôi. Dạ. Vì đất thì cái nền nhà gì bên vợ nó cho, đúng không? Cái nhà cửa gì nó xây dựng nó cắt lên chứ đâu phải con vợ nó tự một tay làm được sao? Nội lo con nó đụng 4-5 đứa con không xong. Lấy gì có tiền đâu mà để nó làm. Hình như con vợ đi làm móng làm gì á. Đúng không? Chính xác chưa? Thì độ mà một ngày được mấy chục ngàn nuôi đủ không? Theo tôi hỏi mấy ông có nuôi đủ 5 đứa con đó không? Hay là một tay này đứng giờ nó đi mặn ăn nó lo. Mà lại độ mấy có tiền đưa về em, không có tiền gì độ chửi người ta là sao? Mình làm vợ làm con của người ta, làm vợ chồng độ mình phải cái gì nhìn nhục với nhau. Thì lúc mặn ăn được á gì sao không nói? Thì độ lúc làm ăn được thì bắt đầu á kiếm chuyện chửi là sao? Cái chuyện là lúc mà tao làm được có tiền tao đưa mày đó 10 triệu thì độ tao lấy chỉ có 500 ngàn đưa mày 9,5 triệu còn đòi nữa mày giống má tao quá, bà già tao chưa được vậy nữa đó, đúng không? Rồi ở đâu cái số tiền ở đâu ra? Tha là độ một tay tao mằng tao nuôi mày có được không mà mày đó mày kiếm chuyện mày chửi tao. Đợi người ta đã giết người rồi, người ta mang tội rồi. Nhưng mà đúng không? Bây giờ tự nhiên á bên bển á một câu ra, nếu mà phỏng vấn bên này không phỏng vấn kia. Ủa vậy sao biết sự thật được hai bên? Dù cho người ta đã có lỗi rồi. Chứ không phải là gì mà từ đó và con cái ba ông Sô ông nói là, đây là sự thật nha, nhưng mà ông nói nhưng biết có hay không không biết. Nhưng mà đó giờ ông sống ở đây rất là hèn, nhưng từ đêm 14 tới giờ là ông ác. Ông giết vợ ông là ác quá ác. Nhưng mà ông vô ông gửi con gái lớn của ông 12 tuổi. Nhưng mà đùng ra con nghe người ta giết người, ủa con ổng mới ba đứa nhỏ à, con nói ủa gì đứa 12 tuổi là ai, mà trong khi đó bên bển nói là 12 tuổi là con gái lớn. Mà thấy chú thấy không, người ta không thương vợ người ta mà sao dám nói con gái lớn người ta là con ruột người ta. Người ta còn nói làm TikTok cho con người ta nữa mà. Rồi xong mà nghe ổng nói là mẹ tao cái đêm 29 á con vợ tao nó đâm tao á, mà tao né được cái chày đây nè, đâm chày sơ nhẹ thôi. Rồi tao mới tức quá tao quýnh nó cho một trận thôi. Nhưng mà thật sự là ông vô ông nói cho ông thương vợ, mà chú nghĩ đi, có ai mà nói là ổng có ba đứa con sau thôi mà ổng dám nói hai đứa con gái của chồng trước mà nói con của ổng luôn. Thấy người ta thương vợ người ta cỡ nào không? Mà tại vì đêm 29 á là tức quá người ta mới quýnh, tại đâm người ta mà ta đâm thục, mà chú cầm đàn bà mà cầm cái dao đâm đàn ông thì tất nhiên nó né thục phải tức, phải quýnh cho một trận thôi. Còn cái ổng hồi đó giờ ổng rất là hèn. Nhưng mà từ cái đêm 14 tới giờ là ông giết vợ ông là quá ác luôn. Ông quá ác. Cái đó mình không binh không được. Cái đó cũng có pháp luật trừng trị ông đi. Chứ là có nói quá cho người ta. Người ta sống ở đây người ta không hề có mít lòng với ai đâu. Mà bên vợ nó người ta côn đồ. Phải chứ ông mít lòng ở đây người ta không nói gì. Con cũng chỉ là người dân của ổng thôi. Là nhà ổng ở đây. Nhà con cách ổng cỡ cây số á. Nói chung á là tôi ở sớm hồi xưa tới giờ á là thằng, nói chung nó tên là Phúc chứ không phải nó tên là Phúc. Yeah. Ở ngoài nó tên là thằng Sô. Yeah. từ bé tới giờ nó rất là hiền. Yeah. Hiền lo làm ăn lắm. Yeah. Nói chung là thời gian hồi xưa là nó có đi bộ đội. Yeah. Nó đi bộ đội xong là nó bị bệnh gì mặt, nói chung là thần kinh gì đó. Yeah. Là không biết cái giờ có giấy chưa rồi không biết. Yeah. Về xong thời gian bộ đội là nó mãn nghĩa vụ nó về nó mới gặp. Yeah. Nhung là con Nhung nó có một đời chồng có hai đứa con riêng. Yeah. Về sau ở chung là ba đứa, nói chung thời gian nói chung là 8-9 năm á, nó ở chung là 8-9 năm gì đó là thằng này làm hết, là làm về vô tiền hết luôn, nó nói tháng 8-9 triệu. Yeah. Mà con Nhung này thì ở nhà không có làm gì, chỉ là giữ con. Yeah. Nói chung là nó đi làm ngày chủ nhật nó còn đi bắt đồng bắt cá mà. Yeah. Ừ, rồi thời gian sau này nói chung là mới đây nè là 29 Tết là xảy ra hai, nói chung là vợ chồng cự cãi cái gì đó mình không biết. Yeah. Rồi xong rồi cái con nhỏ này mới lấy dao đâm nó mà hụt. Yeah. Hụt xong rồi đầu nó mới giật lại con dao là nó đâm xuống đất là cong con dao luôn. À. Là cái thằng chồng á. À. Đâm đất cong dao xong nó quánh con nhỏ này. Yeah. Đánh con nhỏ này là nó kể á, là nó nói đó là bên vợ á, bà má vợ nó đứa chị vợ nó là kêu con vợ nó ly dị. Yeah. Không có ở, nếu mà hả con nhỏ này ly dị đi con nhỏ chị nó sẽ nuôi con phụ. Yeah. Là chính con Nhung hỏm nó về nó có tâm sự với chị là thằng Sô nó cũng nói luôn. Yeah. Nó đâm hụt là cái tay này nè. À, đâm vào tay. Ừ.
vì lý do như vậy cho nên là gia đình bên vợ là xúi dục rồi, đúng rồi. Xúi dục của chị Nhung là bỏ cho chồng, đúng không ạ, là bỏ anh Xô đi ha, đúng rồi. Dạ. Còn một cái lý do nào để mà tác động nữa không? Lý do tác động ở đó thì hả, chị cũng nghe bên ở dưới, nói chung là người ta nói lại thì mình không có chứng kiến, mà cái cảnh nó ghét. Yeah. Thì ở dưới nó đâm lần trước á, thì người ta kể từ đâm lần trước. Yeah. Còn lần sau là nó vô nó đâm, mà nói bên vợ nó, anh vợ nó với lại ba vợ nó là khích nó, mình ngon mà đâm đi, mình ngon mà đâm nó chết đi. Yeah. Mà chị vô chị phán đó, tại sao mà 4-5 người để ở đứng đó mà để cho mà đâm con nhỏ chết. Yeah. Giờ xong rồi nó sẽ ẩm đi ra ngoài đường. Yeah. Nó quỳ nó lại, vợ nó hung vợ nó. Oh. Giờ nó khóc. Yeah. Nó còn nói câu anh xin lỗi em. Yeah. Mà ở bển hả, nói mà nói chung là bên vợ nó không nuôi con nó này kia là tôi phản đối. Yeah. Tại vì lúc trước con cái thằng này làm gần chết luôn mà. Yeah. Có nghĩa là người chồng rất chịu khó, chịu thương chịu khó làm để nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà hiện nay thì cũng rất nhiều thông tin là nói là anh chồng là cũng không chịu làm ăn gì để nuôi vợ con. Thì cái thông tin như vậy là khả năng là không đúng phải không chị? Không đúng, nói chung là nó mới làm từ hôm Tết nay là nó không làm thôi, chứ lúc trước là nó làm dữ lắm. Yeah. Nói chung là nó làm chuyện gì nó làm cũng được. Yeah. Ở đó giờ nói chung từ nhỏ tới lớn nó không có xích nít ai chồm sớm này. Yeah. Học xích nít ai đó. Yeah. Chị là người dân ở đây thì chị biết về anh Xô này lâu chưa ạ? Không, từ nhỏ tới lớn. À, tại vì chị ở đây từ nhỏ về tới lớn. Vậy là chị người dân ở đây nha, nên vì vậy cho nên chị hiểu rõ cái cuộc sống cũng như anh Xô. Lúc mà con bé lớn của nó là con riêng của vợ nó đó. Yeah. Là nó về đây á, là nó hình như nó 2-3 tuổi gì đó. Yeah. Nó ẩm, nó tưng, nó tiêu lắm, tắm giữa là cơm nước đó là tôi thấy trực tiếp luôn. Dạ. Yeah. Nên là nếu như vậy thì rất thương con riêng của vợ ha. Rất thương con riêng của vợ, nhưng mà bên vợ thì nói câu bởi vậy hả, tôi mới tức á, bên vợ nói là phủ công ơn của nó tôi mới tức. Yeah. Tôi nói phải chi mà nó về nó có con duyên à ha, làm lo này kia thì tôi không tức, mà nói phủ công ơn nó tôi tức thôi. Yeah. Tôi bức xúc, tôi nói nhờ hả YouTube quay lên. Yeah. Để mà hả mình nói ra hả chút được cái nỗi lòng của mình. Yeah. Nói chung là bà con ở đây cũng bức xúc về câu chuyện mà bên vợ nó vậy đó. Yeah. À, theo em tìm hiểu thì được biết là từ đường lộ đâu trong tận trong nhà của anh Xô cũ ngày xưa thì được biết thì gần như người dân ở đây thì gần như là ai cũng ủng hộ cái việc làm của anh Xô là chịu khó chịu thương và nhiệt tình, đúng không ạ, không mất lòng ai. Và ai cũng biết anh Xô là một người sống biết điều biết trên biết dưới, nhưng không may cái sự vụ việc vừa rồi xảy ra thì phải nói là quá đau lòng. Thế còn cái việc mà anh Xô mà không chịu làm ăn thì hoàn toàn là không đúng sự thật. Không, nếu mà nói nó không chịu làm ăn là hoàn toàn sai. Yeah. Tại vì cái thằng nhỏ này nó làm gần chết luôn, con kia không làm. Yeah. Cũng như bây giờ là bên vợ nó lúc trước á, đánh nó hả tét đầu á, rồi về đi bệnh viện mai rồi đó, mà giờ cũng nói là không có về được. Con nhỏ lơ lơ lửng lửng giờ xong hả đi vô công ty là công ty đuổi việc luôn. Yeah. Nói chung là hồi xưa nó làm bên công ty La Phong gì đó. Yeah. Mà không biết cái công ty đó tên gì, nhưng mà kêu là La Phong. La Phong là làm Thạch Cao. À đúng rồi, bên Thạch Cao á, bên Hiệp Phước á. Yeah. Rồi nó làm đó đó. Xong đánh nó xong rồi dễ lơ lơ lửng vô công ty đứng máy, ta không cho làm. Yeah. Ta đuổi việc nó. Yeah. Giờ đuổi việc nó trong thời gian mấy tháng đó, nó nghỉ giờ nó vẫn xin đi làm. Yeah. Nói chung con nhỏ này là nó không làm gì hết. Yeah. Mà không phải nó chết rồi mà tôi đem nó xấu. Nói chung là nó về bên chồng nó sống rất là tốt, con Nhung này rất là tốt. Yeah. Chỉ là nó sống với chồng nó sao như thế nào nó thôi. Yeah. Chứ bên chồng nó sống rất là tốt. Yeah. Mà chồm sớm đây bên chồng cũng thương con Nhung chứ không phải là ghét nó. Yeah. Thì hôm nay tụi em cũng ghé nhà mẹ chồng của chị Nhung. Thì được biết là bà mẹ chồng của chị Nhung là một con người là rất thương chị Nhung. Hiện nay thì cô khóc cũng rất nhiều, nó là thương con mình thì ít nhưng mà thương con dâu thì nhiều. Đó. Còn chỉ mẹ chồng chứ chỉ thương lắm. Thí dụ. Yeah. Bây giờ bà đi nấu đám được 500-300 cái bà điện nó về. Điện là chở năm nó. Yeah. Nó chở năm đứa con nó về đây ăn nấu uống. Nói chung là bà tốt với nó lắm. Yeah. Tốt dữ lắm chứ không có nói mà như bên vợ nói là bởi vậy tôi không có chịu cái bên vợ nói sai sự thật gì đó rồi tôi không ánh cái vụ đó thôi. Yeah. Chứ nó là giết người là nó phải đền tội. Yeah. Giết người là rất là ác. Đó là tôi không có bên nó. Yeah. Nhưng mà sự thật như vậy đó. Yeah. Vợ tôi kể cho luôn là có một lần không biết 3 năm trước nó nuôi con đó trên bệnh viện, là con Nhung á nuôi con trên bệnh viện. Yeah. Giờ không biết quen nhắn tin với thằng nào tôi không có biết. Yeah. Nhưng mà bữa đó về đó, thằng Xô 2-3 tháng sau đó thằng Xô bắt gặp tin nhắn. Yeah.
là nó đánh là có qua nhà tôi có chứa nhung à. Tôi chứa nhung, tôi bóp cái phòng chứa nhung, giờ nó qua tới tôi nói thôi xô hả con về đi, nhung nó không có ở đây. Nó nói con thừa biết bà cháu không nhung ở trong phòng nữa. Nói chung cái đó là có, giờ cái xong, giờ cái lát ra tôi hỏi con Nhung, nó thằng Sô nó nói mày nhắn tin cho cha vậy có không Nhung, con Nhung nó thừa nhận nó nói là có. Nó nói con có nhắn, giờ tôi nói thôi hả, nếu mà hả có nhắn vậy thôi số điện thoại đó mày bỏ đi ngon, nếu mà nó bắt gặp lần nữa là nó giết mày chết ông nội tao can không nổi. Nhưng mà hả giờ không biết nó có đổi hay không, cái đó là tôi không có biết. Tại vì tôi không có xin số nó hay về đây mình xin số điện thoại chi. Vậy là theo như thông tin chị và cũng như một số người trung tuổi ở đây chia sẻ thì chị Nhung này có một cái biệt danh phải nói là rất lạ. Vì vậy những cái biệt danh như vậy thì theo như chị nhìn nhận như vậy là có đúng không chị? Cái đó thì nói chung là mấy thằng ăn chơi ăn nhậu gì đó tôi cũng không mấy, thì tôi nghe nói vậy thôi. Nói chung nghe nói vậy thôi, mình không biết sao thì nó sống với chồng nó, thì giữa vợ chồng nó sao thì tôi không biết. Nhưng mà nó về đây nó có cái miệng nó bô lô bô la vậy đó. Nó chết dần sớm. Không phải nó chết mà mình nói xấu nó, nhưng mà tôi thấy sao tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Rất tội nghiệp. Mà bây giờ thì không may thì cái chuyện nó đã xảy ra. Thôi thì không may chuyện xảy ra rồi. Thương thì chủ yếu thương những đứa nhỏ. Bây giờ thì nếu như các mạnh thường quân mà thương tình giúp đỡ thì gọi là cũng có một chút đỉnh ít tiền bạc kinh phí để có thể là ăn học cho các bé này. Nhưng với điều kiện là gia đình phải có cách quản lý kinh tế phải thật tốt. Nếu không thì sau này các bé cũng rất khổ. Bởi vì mạnh thường quân thì tất nhiên là mọi người vẫn có ai cũng có tấm lòng hảo tâm thì giúp thì không phải là người ta giúp cả đời được. Đó thì giúp những lúc khó khăn, những lúc ngặt nghèo. Vì vậy cho nên là nếu như mình không biết tận dụng để giữ lại thì một ngày nào đó những mạnh thường quân có thể người ta phải không giúp nữa, đúng không ạ? Thì những em bé này có thể là cũng chưa biết đi đâu về đâu. Vì ông bà ngoại thì hiện nay cũng rất lớn tuổi, phải không chị? Còn ông người cha thì cũng chưa biết bao giờ mới về, mà chưa biết là như thế nào. Còn người mẹ thì đã qua đời rồi. Thì em cũng cảm ơn cái cuộc trò chuyện chia sẻ với chị rất nhiều. Chị còn thông tin gì có thể là mình cũng chưa nói được không ạ? Nói chung chị bức xúc cái gì thì cứ nói lên. Thì đó thì bây giờ là hả tôi bức xúc cái câu chuyện là bên ngoại nó nói sai sự thật về nó thôi. Nói nó không lo, nói nó côn đồ, nói nó làm không ấy tiền, nói con Nhung á đi làm lo mấy đứa nhỏ, thì tôi phản đối cái đó thôi, không sự thật về nó. Nuôi chín 10 năm cất nhà, nói chung là bển nó có cho miếng đất thiệt. Cất lên có ngôi nhà, thì bây giờ cái thằng này nè tivi máy lạnh, nói chung là nhà cửa đầy đủ tiện nghi. Rồi xong lúc mà chỉ thị 16 tôi còn suối á, nó đi giấu đồ để cho người ta vô tài trợ cho con nó nữa. Kiểu mà mày đem thương những đứa nhỏ. Đúng rồi, thương mấy đứa nhỏ á, chứ nó lớn thì nó ăn uống gì kệ, nó thương mình nghĩ mình thương mấy đứa nhỏ thôi. Suối thôi, tivi máy giặt đồ mày đem mày gửi đi. Đặng trên huyện hay xã xuống nó thấy không có đồ mới cho con mày ăn. Đúng rồi. Đúng vậy đó. Còn như nói chung là mình tất nhiên là mình nói không đúng sự thật, nhưng mà không đúng cái đó là không ảnh hưởng gì, không đúng cái đó đúng là rồi. Tốt, mục đích chính là của mình là giúp người ở chứ không phải là hại người. Cảm ơn thì chị rất nhiều nhé. Nói chung là hôm nay thì đỡ bức xúc chưa? Hết, nhẹ nói cho nhẹ lòng ha. Rồi cảm ơn con nhiều nha, nói cho hết luôn chị. Bây giờ nhẹ lòng rồi. Thì em cũng đi vô đây thì thấy người dân ở đây thì hầu như là ai cũng người ai cũng rất bức xúc. Vì cái câu chuyện là thực sự là nó không đúng, vì mọi chuyện nó bị thêu dệt, phải không chị? Đúng rồi. Từ đó giờ tôi thấy cái thằng này á, nó không có lỗi cái gì đâu, nó sống rất là tốt ở xóm này. Một có lỗi gì cũng có, đi nghỉ vụ về thì có một thời gian mà đi nghỉ vụ theo tôi biết á, là nó có bị tâm thần mà nó vẫn đi nghỉ vụ đi về. Sau đi nghỉ vụ về đó là nó đụng con vợ này, là theo tôi biết là vợ nó là đã có hai đứa con, một đứa chồng. Rồi nó đi bằng nó nuôi là đứa bé nhỏ lên vậy nè, nó nuôi tới lớn luôn. Là con riêng của nó vẫn nuôi. Giờ đụng tới nó là có cặp sinh đôi là có ba đứa con, nó nuôi tới giờ này. Là trong thời gian từ Tết tới giờ mà Covid tới giờ nó làm không được. Thì vợ chồng nó mới lượt bụt, mới là vợ nó cuốn tưởng gì dưới ở hết. Giờ nó nói bữa mới ngồi đây là hỏi sô cha con không về vợ chồng mày sao đó. Thôi rồi chú Nam ơi,
Nó nói ủa sao thôi mày, nói thì giờ vợ con nó không thương con rồi, nó thôi con thì nó bắt con về dưới chứ biết sao giờ. Thì mới cũng mình khuyên nó thôi vợ thôi nhau kiếm người khác thì mày cũng đi mần, mày nuôi con mày, có tiền thì nuôi hết, có ít thì cho ít, có nhiều thì cho nhiều. Đó nó nói dạ chứ giờ biết sao giờ. Thì nghe phanh phanh vậy cái đi làm cái chiều về cái tối lại cái nghe sáng lại cái nghe nói ủa. Nghe nói là xô giết vợ chết, cái gì vậy? Thằng này nó đâu có sống đó giờ có giết người cướp của ai đâu, nó sống rất ngoan hiền mà. Thấy vậy mới tức quá mà chạy xuống hỏi thăm thì bên bản thì người ta nói khác, bên đây thì ngoan đàng. Về về mẹ nó chính xác, giờ sớm đây nó chính xác. Nó sống bởi vì bức nước với rỡ bờ. Tại vì nó nói là lên mạng xã hội, cặp người này cặp người kia nhậu rồi á mới lên mạng, thằng này mới tức mới nóng. Lâm tu cũng vậy, vợ chưa ly dị, chưa có tòa án chưa quyết định mà làm vậy. Thì bây giờ nó nói bây giờ lỡ thì biết nói sao. Thì bây giờ thằng này chùm sớm theo tôi thấy nó là nó rất thương hơn, bởi vì nó chấp nhận nuôi con hy sinh cả đời đó mà vợ làm vậy nó quá tức, tức nước phải vỡ bờ, lỡ tay giết chết vợ mình. Nhưng mà nó bây giờ nó nằm trong khóm tối, bây giờ cái cầu bây giờ cái gì đâu, nó muốn ra để là nuôi con đó, nó chăn trói mẹ nó mà. Mẹ ơi mình mẹ nuôi con giùm con là cháu nội rồi, ta đâu có bỏ. Bây giờ nó lỡ tay như vậy rồi rất là thương xót. Thằng này nó sống ở đây không có biết lòng ai cháu, tôi dám tuyên bố không phạm pháp luôn, không biết lòng ai, trộm cướp không có, xì ke ma túy không có, bài bạc không có luôn. Nó rất là tốt, thằng này là tức đó. Nó sống đây là từ nhỏ lớn tôi biết mà, tôi nay 48 tuổi 47, nó nhỏ hơn tôi nhiều lắm, nhưng mà tôi sống cái nét của nó sống không biết lòng ai, rất là thương, không phạm pháp, không có biết lòng ai, không có quậy phá chùm sớm luôn, chỉ biết lo làm thôi. Đi cái vụ giờ đi làm, nó là trai lớn mới nó lên, cứ nhỏ này có đời chồng hai đứa con mà, nó vẫn chấp nhận mà, rất là thương đau thằng này. Anh cho phép cho em hỏi là anh họ tên của mình là gì anh? À, tên là Nguyễn Văn Hoàng, anh 1976. Dạ, là 48 tuổi ha. Nay là 47, sinh năm 76 nay 47. Anh là người dân của anh thôi. Anh à, chồng sớm mà. Anh là người dân địa phương ở đây ạ? Dân ở đây, sống đây nhỏ lớn mà. Vậy là anh biết cái anh Xô đây từ nhỏ phải không ạ? Biết từ nhỏ tới lớn mà. Vậy là anh Xô gọi là coi cái cá tính con người là quá tốt đúng không ạ? Quá tốt, sống không có lỗi gì hết cháu ạ. Phải nói là cho cũng không thèm lớn nữa, đó tôi làm được thì tôi có ăn. Chứ tôi không có thể hợp mà tôi anh cho người khó hơn đi. Nó còn nói vậy đó, tôi làm được, tôi không lớn. Mùa Covid á, tôi còn làm được, tôi còn đi câu cá được. Em nghe thấy có một số thông tin là anh Xô thì trong thời gian sống chung với vợ ở gia đình nhằng vợ thì không may xích mích gì đó gia đình vợ đánh một lần có đúng vậy đánh bị, đuổi về người ta đánh đuổi con ta về mà không cho người ta ở mà vô cái nhà không có thiếu giáo á, tôi có vô tận đó tôi thấy vô nhà sắm đầy đủ vợ muốn gì con ấy sắm đầy đủ ráo, bây giờ muốn hất hủi con ta đi muốn đá đít con ta đi muốn quay về thăm con muốn cho người ta vô đâu có quyền đánh vô cái đánh tức bước phải dễ bờ. Bức sức bộ ở đây ai cũng bức sức hết, rất là thương đó. Nó sống ở đây xin lỗi mà nó rất là thương nó luôn, mà vợ nó về đây là không động một ngón tay. Không theo tôi biết mà vợ đâu đó giờ không có làm. Có là vợ anh Xô từ trước thì không có làm công. Không có làm, đụng tới nó bây giờ là không. Chỉ là lo con không, nó là đi làm công ty, giờ thời gian làm công ty thì sao mà cứ giờ công ty cho nghỉ thất nghiệp, giờ có lỡ vợ vậy đó, là lỡ vợ là cũng đi làm này làm kia rồi nghèo mà xảy ra chuyện. Xong nó tốt, nó rất là tốt. Em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, thì tôi nói là thằng Xô ở đây nó sống đây là rất là tốt, không có phạm pháp không giáo. Đi bộ đội về mà ta đi bộ đội về là cưới vợ về lo là mang cắm đâu, nó làm 10 triệu phải không? Đưa vợ 9,5 triệu còn 500 để đổ xăng thôi. Là thằng này nè. Em nghe một số thông tin gia đình bên vợ thì chia sẻ trên thông tin trên mạng. Đối xử nó tệ lắm. Thì nói là lúc có xa cơ thất thế là nó không tệ là đối xử nó vậy đó. Chứ nó là rất tốt. Nó làm 10 triệu phải không? Là đưa vợ 9,5 triệu còn 500 là bỏ túi đó. Mày mới nói là ông vợ nó là nói vợ nó không có làm đâu á. Không phải là nó là trung tâm cộng đồng. Vợ thế mình có sao nói vậy? Kêu không có gian dối nữa lời, tôi theo nó sống cho tôi biết. Cộng đồng. Còn ở đây nó sống ở đây vô cho đi ra gặp cô bác chào. Gặp anh em hỏi, không bao giờ mất dạy. Nó rất là nó là có ăn có học mà nó đi bộ đội, nó đã người ta đi bộ đội về mà. Rồi về sau thời gian nó bị bên vợ nó quýnh đi về thăm con vô quýnh đè áp quýnh con ta, đè có quýnh con ta không? Đó nó bị quá áp chẳng đàn áp luôn. Cái chồng mới đổ vợ mà vợ chồng nó vậy nó cuốn tượng về dưới hết. Cũng có cất nhà cất cả vậy nó muốn về không cho con ta về. Có lửa mới có khó tới kiện như thằng này muốn vô cũng đâm đâu phải vậy đâu. Thách thức người ta nữa. Trong khi thằng này có cơn xiển cơn sai. Thách thức người ta nữa. Trong khi đó bên vợ nó 5-6 người ta sao để đâm thằng này. Đâm con gái này.
cũng có lý do. Yeah. Nó quá còn thương vợ mà. Yeah. Nghe xuống dưới đi đám ma người ta nói mà nó đập chết rồi nó cũng hung, nó chết rồi mà hung gì nó hung. Yeah. Quá thương mà nó hung hối hận. Yeah. Nó đâm chết rồi mà nó còn hung, chồm sớm tao thấy mà nó chết máu me này nó còn dán hung, hung mà nước mắt tuôn rơi đó. Yeah. Thằng này nó thà là nó hy sinh luôn, cậu để luôn, chứ đừng làm cho nó đau khổ nữa. Con anh rất thương vợ. Quá thương vợ mà vậy đó. Yeah. Nhưng mà tại vì nó quá thương vợ mà nó không có nghĩ thông thuốc cái đầu óc của nó. Yeah. Nó thua người ta thua cái đó. Yeah. Mình thương vợ thế gì mình đi làm kiếm vợ khác nuôi con mình. Yeah. Mới đó thằng đó mới khôn. Đúng không? Làm chi mà đáng giá như người đàn bà như vậy mà phải mình đi ở tù mấy chục năm. Bây giờ nhờ chùm sớm vậy là phá án cho nó giảm nhẹ nó để về nuôi con. Yeah. Tôi thấy tôi thương này. Yeah. Giảm án thằng này lại để về để nuôi con. Chùm sớm giờ tôi ở đây mà ai không biết ông vô tới lầu chỗ nào cũng vậy á. Thằng này nào sống không có lỗi ai, không có phạm pháp mà. Yeah. Rất tốt, sống một người lương thiện. Thì theo thông tin tụi em cũng tìm hiểu và từ đầu đường, từ ngoài đường lộ ngoài vào trong này, thì em được biết là tất cả người dân tù rằng người lớn hay người nhỏ ở trong đây đều ai biết vua được cuộc sống của gia đình anh Sô. Ừ. Thì anh Sô và không những anh và gia đình anh là một con người quá tốt, nhưng mà không may trong cơn nóng giận xảy ra một cái chuyện gọi là đau lòng. Vì vậy cho nên là bà con nhân dân ở đây thì cũng mong có thể là luật pháp có thể là xử lương tay, đúng vậy. Yeah, để về nó đi về để mà nó nuôi con đó. Yeah.